Ây cha, trời ngập cái xe kéo luôn. Hết hồng xe kéo này, xe này cũng có trăm bao nè. Hiện tại đang ban vô nè. Xe này mạnh khủng khiếp. Tật. Xe nguyên bên vẫn nổi. Ây cha. Ba lớp, 1, 2, 3, 4 lớp luôn. Tật. Nghe cái gì nghe gụm gụm. Một hai ba bốn lớp quá dữ, xe kéo này nó bự lên em ơi. Cái dàn chân này, dàn chân này quá to luôn. Tài chạy xe kéo này quá điều luyện luôn, chèn cái lúc mà keo luôn. Dữ dằn không. Rồi, ở đây thì cây 100 anh em ơi. 100 này cũng 100 độ nha anh em. Máy thì đang rút nước ra anh em ơi. Cây 100 thì cũng mới tới nè. Rồi, bên đây anh em mình cùng xem giải trí đến với kinh Dũng miền Tây mình ha. Ở đây thì hai cây 100. Cây này thì xuống đồng trước. Thứ dữ, bữa nay gặp thứ dữ anh em ơi. Đó, có đẩy kìa. Ở đây đất ở đây hậu dài dữ lắm, dài anh em ơi. Trăm lẻ này mạnh kinh khủng. Rồi tiếp theo cây này nữa thì cây thứ hai anh em. Ở đây hai cây khu toa 105. Cây này đi sao? Bữa nay đụng độ hai máy toàn là thứ dữ không nghe bạn. Quá tém. Máy này là tốc độ kinh khủng luôn. Hậu ở đây hậu quá dài anh em ơi. Rồi đội hình xe kéo đang đang đi tốc độ gồm luôn. Lúc này trời chuyển mưa quá anh em ơi. Hậu quá dài mà trời chuyển mưa, mới vừa mở vẹt anh em ơi. Quỷ diệt xe kéo. Hậu này một cây số mấy. Quá dữ cái hơi. Máy này quá hơi. Lúa Nhật mà chạy kiểu này mà gặp lúa ngang chạy thứ gì chịu nổi anh em. Hiện tại ở đây hai cây này thì một cây thì đến từ Châu Thành An Giang, còn một cây thì xã Bình Giang của huyện Hòn Đất. Hai cây đang phối hợp. Cây này thì xã Bình Giang của huyện Hòn Đất. Còn cây 100 đầu trên thì ôi ôi tém ngay cục lúa sập anh em ơi. Còn cây 100 đầu trên thì huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Mưa bão hổng dài ngã không còn gì cả. Quá cua. Kubota.
kỳ phùng địch thủ, hai đối thủ nặng ký không. Còn xe kéo ở trong đồ trong lúa này trúng quá, trúng anh em ơi, trắng đồng hết trơn nè. Lúa ngã bị dấp lử hoài. Rồi xe kéo, lúc này xe kéo đang búa ra. Vô mấy cục lúa ngã ruộng quá nhiều, nó dài. Vô thùng quánh đùng đùng như trời gầm. Xe kéo này 1, 2, 3 lớp. Xe này khủng khiếp với xe này luôn. Hỏi lúng không? Bàn thí đại đây không lúng đâu. Rồi lấy thêm nữa anh em ơi. Rồi rồi đi vô à. Xe này cỡ 130 đó. Xe này dài mà bự nữa. Chắc xe đít dung chè luôn à. Tại vì hôm nay mưa bão hoài à. Chở như lâu lâu chở cho nó đáng. Trời lúc băng kèo luôn. Đang leo cái đê này cũng cao lắm anh em ơi, chung vô lụm chuối nè. Hậu dài quá trời, không có tập trung anh em, trở lại trời chuyển mưa quá chuyển mưa nè. Bình chất đó đen đen thùi lùi luôn à. Thì lúc này hai tài đang tranh thủ để cắt anh em ơi. Nhưng mà lúa sập thì chạy cũng không có được nhanh. Cây này thì đến từ Châu Thành, An Giang. Quá chuyển mưa anh em. Lúc này thì cơn bão số 4 cũng sắp đổ bộ. Vô nước ta. Lúa nhật cao gom nó đánh những nhừ với cám. Quá chuyển mưa luôn anh em ơi. Chuyển cành này quá nhiều. Rồi chuẩn bị xuất phát đi gom lúa anh em. Trời quá mưa rồi. Còn đây cây 100. Cây 100 này thì ở đây thuộc tỉnh Kiên Giang, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Cây này thì cây săn nhà, còn cây lên đầu trên đó thì săn khách. Hiện tại hai cây đang phối hợp. Cần móc lúa ngã anh em à. Lúa ngã này chạy hao dầu dữ lắm luôn á. Quá hao dầu. Máy này lúa đứng thì chạy không thua gì xanh hơn với đổ quà nghe anh em. Đào to búa lớn không anh em ơi.
Miếng đất này bị ngang nhỏ nhưng mà hậu quá dài. Ây cha, trời đang chuyến mưa, xe kéo đang đang bấm đi vô anh em ơi. Quá khủng xe lúa. Trời, xe đáng xe toàn là thứ dữ không. Xe kéo đang vướng cái đường đi lên nè. Đào to búa lớn không. Coi xe này đang bấm đi lên. Lên dốc cũng cao lắm. Đấy. Trời quá chỉ mưa anh em ơi. Hậu này quá dài luôn. Lúa trắng đồng hết trơn anh em ơi, đậu như cò đậu ra. Lúc này thì chiều anh em ơi. Lúc này thì cũng 3 giờ mấy 4 giờ rồi. Hiện tại đang tranh thủ cắt nhưng mà lúa ngã. Chạy cũng không được tốc độ. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.